Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình làm phần tiếp theo là cuốn Kinh Thánh Ô Nhục của Đạo Công Giáo. Trên thế gian này không có một tôn giáo nào sử dụng tỉnh từ thánh một cách bừa bãi và vô trách nhiệm cho bằng Công Giáo La Mã. Cây thập ác là một dụng cụ giết người dã man vì nạn nhân phải chịu đói khát và đau đớn rất lâu mới chết. Mọi nạn nhân đều bị lột trần truồng trước khi bị đóng đinh vào thập ác, đó là một sự biêu ríu sỉ nhục cùng cực. Dù cho Giê-xu đã bị quân La Mã xử tử trên thập ác đi chăng nữa thì cây thập ác vẫn là cây thập ác chứ không thể nào trở thành thánh giá. Giả sử quân La Mã đã không xử tử Giê-xu bằng thập ác mà xử tử bằng cách treo cổ hay chém đầu thì Công Giáo sẽ có thánh thòng lọng hoặc thánh mã tấu chăng? Sầu huyệt của Mafia, đội lốt tôn giáo trú đóng ở Roma, được gọi là tòa thánh La Mã. Lịch sử thế giới ghi nhận từ ngày đế quốc La Mã lập ra đạo Công Giáo vào đầu thế kỷ thứ tư đến nay, nó đã giết hại hơn 200 triệu người. Cái tội sát nhân vô địch này chỉ là một trong bảy núi tội ác mà chính Vatican đã phải thú nhận. Một tổ chức tội ác vô tiền khoáng hậu như vậy có lẽ nào được gọi là hội thánh? Sao huyệt Vatican phải được gọi là sao huyệt của quân cướp quốc tế cho chính danh. Tổ chức quốc tế này tại sao xưng tụng là Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y, Đức Cha, Đức Ông? Bà Maria đẻ ra Giê-xu cũng chỉ được gọi là Đức Mẹ, chứ có được gọi là Đức Thánh Mẹ bao giờ đâu. Vậy Đức Mẹ cũng chỉ được gọi ngang hàng với các Đức Cha thôi. Đức Mẹ sẽ phải gọi các Đức Ông bằng bố xưng con và quỳ gối mọp trước dung nhan của các giáo hoàng, vì các giáo hoàng là các vị thánh sống, Đức Thánh Cha. Tuần báo New West số ra ngày 6 tháng 5 năm 2002 có in trên trang bìa một câu nói lớn: Giê-xu nên làm gì đây? Bên trong là 10 trang báo viết về tình trạng lạm dụng tình dục của các tu sĩ Công Giáo. Nơi trang 28 có in hình một bức tranh sơn dầu vẽ gia đình giáo hoàng Alexander Bongzi. Vào cuối thế kỷ thứ 15, giáo hoàng này có nhiều vợ, nhiều con, loạn luân với chị ruột và với con gái ruột. Cô con gái này có một đứa con với giáo hoàng. Vào giữa thế kỷ 16, giáo hoàng Julius thứ 3 dụ dỗ một thiếu niên 15 tuổi để làm tình theo kiểu sodomy. Giáo hoàng được đứa nhỏ chịu ý nên đã phong cho nó chức hồng y. Chẳng những thế, giáo hoàng Julius thứ 3 còn bổ nhiệm thằng nhỏ giữ chức vụ khanh tòa thánh. Trang 28. Nơi trang 29, tờ New West còn cho biết trong lịch sử giáo hội Công Giáo ít nhất có 3 trường hợp giáo hoàng La Mã truyền ngôi cho con ruột giống như kiểu thế tập của các vị chúa thế gian. Trong lịch sử Công Giáo không thiếu gì những tên khốn nạn dùng thủ đoạn lưu manh để giết người, lừa gạt, hối lộ để chiếm đoạt ngôi vị giáo hoàng. Trong khi đó, luận điệu của giáo hội luôn luôn dạy giáo dân rằng các giáo hoàng đều đã được hội đồng hồng y bầu chọn theo ơn soi sáng của Đức Chúa Thánh Thần. Nếu như vậy thì tại sao giáo hội Công Giáo lại có quá nhiều những tên giáo hoàng khốn nạn? Phải chăng cặp mắt của Đức Chúa Thánh Thần là cặp mắt heo luộc nên đã không thấy được điều đó? Các sách Tân Ước cũng như Cựu Ước đầy dạy những chuyện nhảm nhí bậy bạ, tại sao lại được gọi là thánh kinh? Trọng tâm của những sách này là đề cao Giê-xu từ một gã thợ mộc tầm thường biến thành Thiên Chúa dựng nên trời đất muôn loài. Nghĩa là Giê-xu đã đẻ ra cha mẹ tổ tiên ông bà của chính mình. Sau đó người ta lộn lại, gọi là bà Maria là mẹ Chúa. Mẹ Thiên Chúa đẻ ra Thiên Chúa, trước đó Thiên Chúa đẻ ra mẹ. Và cả lò tổ tiên, nhà Thiên Chúa, đây chính là một thứ Thiên Chúa quái quật trong truyện thần thoại dành cho nhi đồng. Đến đây xin tạm gọi coi Giê-xu là một nhân vật đặc biệt trong lịch sử Do Thái. Chúng ta hãy đọc lại trong Kinh Thánh phần nói về gia phả của Giê-xu để xem tổ tiên của y thánh thiện đến cỡ nào. Hàng năm cứ đến Noel, các nhà thờ thường đọc Kinh Thánh về gia phả của Giê-xu gồm có 42 đệ tử, 42 đời kể từ tổ phụ Abraham, sách Sáng Thế Ký Genesis
11 2.27 đến trang 28 kể rằng: Thợ nặng tượng tên Tera sinh ra ba người con là Abraham, Napo và Haran tại thành phố U, thành phố lớn nhất và cổ nhất của xứ Babylon. Chính tại thành phố U, Abraham đã đập nát các tượng thần của cha và chỉ giữ lại một tượng thần duy nhất là tượng thần El, hình dạng của một con bò đực với bộ râu dài để tôn thờ. Chính vì hành vi này mà Abraham đã được tôn vinh là ông tổ của các đạo độc thần, tức các đạo chỉ thờ một thiên chúa duy nhất. Tên của bò thần El được chuyển sang tiếng Hebrew là Elohim. 8 thế kỷ sau, nó được Môi-se đổi tên thành Jehovah. Đạo Kitô gọi Jehovah, tức con bò Elohim, là Đức Chúa Cha. Do đó, đối với Giê-xu, Abraham chẳng những là tổ phụ về huyết thống mà còn là tổ phụ về niềm tin tôn giáo của y nữa. Abraham lấy em gái cùng cha khác mẹ là Sarah làm vợ. Năm Sarah 90 tuổi mới sinh ra con trai đầu lòng là Isaac. Sarah chết vào năm 127 tuổi. Mấy năm sau, khi vợ chết, Abraham lấy một cô vợ trẻ tên là Keturah. Vào lúc y 137 tuổi, cô này sinh cho y 6 đứa con. Theo sách Sáng Thế Ký thì Abraham trường thọ tới 175 tuổi. Vào năm 1994, giáo hoàng John Paul đệ nhị ngỏ ý rất mong muốn đến thăm thành phố U, vì đó mới đích thực là quê hương của các đạo thờ Chúa. Quả thật, Thiên Chúa đã không giáng sinh ở đất Do Thái, mà Ngài đã phát sinh từ tượng bò vàng ở thành phố U thuộc Babylon. John Paul đệ nhị đã nói rất chí lý và thánh kinh không khởi đầu từ Israel mà đã khởi đầu từ thành phố U. John Paul đệ nhị đã tuyên bố với báo chí năm 1994: nếu không khởi hành từ U thì không thể nói đã đi thăm vùng đất của thánh kinh, vì thánh kinh đã bắt đầu từ đó. Về đức hạnh của Abraham là kẻ loạn luân với em gái, về tôn giáo y là kẻ lập ra đạo thờ bò El, tức Thiên Chúa Elohim. Ở Abraham tuyệt nhiên không có một đức thánh hạnh hay một công trạng hiển hách nào đáng cho chúng ta kính phục. Tất cả chỉ vì Abraham là người đầu tiên có ý kiến thờ một thần thay vì thờ đa thần, và y đã là ông tổ 42 đời của Giê-xu, nên người Công giáo đã tôn vinh Abraham một cách lố bịch và đồng thời mù quáng nhục mạ tuyệt đại đa số dân tộc Việt Nam. Sách Kinh Thánh, sách Kinh Nhật Khóa Công giáo trang 143 đến 146 có bài kinh cầu cho dân nước Việt Nam trở lại đạo thánh, có đoạn như sau: Chúa đã phán rằng ngày sau sẽ có nhiều kẻ bởi phương Đông Tây đến nghỉ ngơi cùng thánh Abraham trên nước thiên đàng. Nay nước Việt Nam cũng là một nước phương Đông, đang còn nhiều kẻ tin vơ thờ quấy, chưa hề biết đến Đấng Chí Tôn. Đấng Chí Tôn của Công giáo cũng là Đấng Chí Tôn của đạo Do Thái. Người Công giáo và Do Thái được ông tổ đạo Hồi là Mohammed gọi những người của các sách thánh kinh. Chúng ta hãy đọc kinh Koran chương 4 câu 153, Sutra 4 verse 153, sẽ được Mohammed giải đáp cho chúng ta biết Đấng Chí Tôn của đạo Do Thái và đạo Kitô là ai. Những người của các sách thánh kinh đã thờ con bò thay vì thờ Thiên Chúa, mặc dầu Thiên Chúa đã tỏ cho biết nhiều dấu hiệu về Ngài. Mohammed đã giải đáp dùm cho 92% dân tộc Việt Nam lý do tại sao họ đã không theo đạo Công giáo. Bởi lẽ giản dị Công giáo chỉ là một biến thể của đạo thờ bò. Thành phố U hiện nay chỉ còn là một phế tích trong sa mạc ở phía nam nước Iraq, gần giáp với Kuwait. Diện tích của thành phố U khoảng 120 acre. Căn cứ vào di tích của các ngôi cổ mộ và các di vật khai quật được, các nhà khảo cổ ước tính thành phố U được xây dựng cách đây 700 7.500 năm.
dân số ước lượng khoảng 12.000. Vào năm 2000 trước công nguyên, tức vào thời của Abraham, lộ trình Abraham di cư từ U đến Canaan, tức vùng Tây Ngạn sông Giô-đan hiện nay, là 600 milet. Điều này cho thấy nguồn gốc sự thật sự của đạo Công giáo là kho chuyện thần thoại của thành phố U. Chính kho tàng thần thoại này đã để ra Kinh Thánh Do Thái, Kitô và bộ truyện nổi tiếng thế giới là Ngàn Lẻ Một Đêm. Một trong những người cùng đi với Abraham là Lot. Lot gọi Abraham bằng các bác ruột, có vợ và hai con gái lớn. Cả hai bác cháu đều là chủ nhân của đàn gia súc lớn. Khi tới vùng đất hứa, Abraham chọn vùng cao nguyên Canaan, còn Lot thì chọn vùng đồng bằng sông Giô-đan. Tại đây, hai thành phố Sodom và Gomorrah. Sau khi di cư được ít lâu, bọn cướp từ hai thành phố đến đồng cỏ lấy hết gia súc của Lot, khiến cho Lot và gia đình trở thành những kẻ ăn mày trong hai thành phố này. Tai nạn xấu nhất trong hai thành phố Sodom và Gomorrah là có rất nhiều đàn ông mắc chứng bệnh đồng tính luyến ái. Họ thường làm tình với nhau qua đường hậu môn. Chính vì câu chuyện này trong Thánh Kinh nên ngôn ngữ Tây Phương đã phát sinh ra từ Sodomy, cho do tên thành phố Sodom mà ra, để chỉ cái lối làm tình theo kiểu nói trên. Cái thói tật xấu xa của những kẻ đồng tính luyến ái đã làm cho Chúa nổi giận, và Ngài quyết định sai các thiên thần mang lửa từ trời xuống tiêu hủy toàn bộ hai thành phố này. Trước khi ra tay, Thiên Chúa sai thiên thần xuống báo tin cho Lot và gia đình rút ra khỏi thành phố. Khi vừa mới chạy ra khỏi thành phố thì bà vợ của Lot thấy ánh lửa cháy và nghe tiếng la thét kinh hoàng ở phía sau lưng. Bà ta xúc động ngoái cổ lại xem việc gì xảy ra, thì ngay lập tức bà bị Chúa phạt biến thành tượng muối. Lot và hai cô con gái chạy đến một cái hang núi và trú ngụ tại đó. Kinh Thánh không nói rõ Lot ở đó bao lâu, nhưng Lot đã làm tình với hai cô con gái ruột của mình, và mỗi cô cho ra đời hai đứa con. Đọc chuyện trên trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Thiên Chúa của Công giáo tán thành sự loạn luân nhưng rất ghét cái tội đồng tính luyến ái. Chỉ vì một nhóm người đồng tính luyến ái mà Chúa nổi giận đốt cháy cả hai thành phố, khiến cho biết bao nhiêu người vô tội phải chết oan. Tuần báo New York số ra ngày 6 tháng 5 năm 2002 có loan tin sau. Nhà khoa học tâm lý trị liệu Richard Spear, nguyên là một linh mục sau 25 năm nghiên cứu về tình dục của các tu sĩ Công giáo, đã đưa ra một ước tính hiện nay có khoảng 50% tu sĩ Công giáo Mỹ mắc chứng đồng tính luyến ái. Nếu Chúa là đấng công bình vô cùng thì Chúa phải tính chuyện đốt hết các nhà thờ Công giáo như Chúa đã làm ở Sodom và Gomorrah xưa kia. Có lẽ vì vậy nên tuần báo New York đã đặt ra câu hỏi lớn ở ngay trong trang bìa: Giê-xu biết làm cái gì để giải quyết đây? Chúng ta đọc tiếp Kinh Thánh về gia phả của Giê-xu, vợ chồng Abraham rất hiếm muộn. Phải đợi đến lúc Abraham là Sarah 90 tuổi mới sinh con, đặt tên là Isaac, có nghĩa là tiếng cười. Vì chuyện bà già 90 tuổi đẻ con là một chuyện tiếu lâm, khiến ai cũng phải phì cười. Isaac lớn lên thay cha làm tộc trưởng Do Thái. Isaac sinh ra hai con trai, con đầu là Esau và con thứ là Jacob. Jacob là kẻ gian thông, đã lợi dụng lúc Esau đói bụng gã gẫm anh ăn bát cháo để đòi lấy chức trưởng nam. Esau trong cơn đói đã nhận lời. Sau đó sau này Jacob trở thành tộc trưởng của Do Thái và đặt tên nước Do Thái là Israel, để tôn vinh thần bò El, tức Elohim trong ngôn ngữ Hebrew. Chuyện kể trên của Kinh Thánh cho thấy Jacob là một tên lưu manh đã cướp quyền độc tộc trưởng của anh ruột bằng một thủ đoạn hèn hạ. Jacob sinh ra 12 người con. Một trong những người con đó tên là Judas. Con trai lớn của Judas có vợ tên là Tamar. Người con trai lớn này
chẳng may chết sớm khiến cho tham ma phải sống quá buồn. Theo cổ luật của Do Thái thì người em trai của chồng phải lấy chị dâu để nói giỏi, nhưng người em trai này lại không thích chị dâu nên chị dâu không có con. Ít lâu sau, vợ Judas qua đời. Judas buồn quá nên đi tìm gái điếm để giải khuây. Tình cờ lại gặp con dâu Thama. Judas ăn ở với con dâu sinh ra Beret. Beret là tổ tiên giết đời của David. Nếu tính từ ông tổ Abraham thì David là đời thứ 14. Bàn về nhân thân, nhân vật David thì chúng ta có rất nhiều điều để nói. Phạm vi bài này không cho phép chúng tôi viết quá dài ở đây. Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị đề tài Thánh David là ai, thuộc phần phụ lục trong sách Chúa Giêsu là ai, giảng dạy những gì Chúa của giáo sư Trần Trung Ngọc, giao điểm Cali 2002, qua gần 20 trang sách viết về David. Với những bằng chứng hùng hồn, tác giả đã chứng minh David không thể xứng đáng được gọi là thánh, mà chỉ là một tên cướp, một bạo chúa hoang dâm vô độ, vô đạo đức và cuồng sát. Sách đã dẫn vị hồng y thuộc dòng dõi tam đại Việt gia là Nguyễn Văn Thuận và ca ngợi David trong sách Chứng Nhân Hy Vọng trang 30 như sau: nơi David, người nổi danh nhất trong các vua, đã sinh ra đấng Messi. Messi là tiếng Hebrew có nghĩa là Chúa cứu thế, tức Chúa Kitô. Quả thật David là tổ tiên của Giêsu. Đấng Messiah của Thuận là Việt gia, nhưng vấn đề quan trọng là David đã sinh ra đấng cứu thế trong trường hợp nào? Một hôm David lên sân thượng hóng gió, tình cờ nhìn thấy bà hàng xóm Bathsheba, vợ của tướng Urat, đang tắm chuồng trên sân thượng nhà của bà. Vì thấy bà Bathsheba quá đẹp nên David ỷ quyền làm vua, sai người triệu nàng vào cung cho vua thỏa mãn thú tính. Để chiếm đoạt Bathsheba, David đã dạy đầy chồng nàng là tướng Urat ra mặt trận nguy hiểm nhất. Cuối cùng Urat đã tử trận như ý David mong muốn. David đã trắng trợn giết chồng cướp vợ để thỏa mãn dục tình vô độ của y. Chính cái hành vi mất dạy của David đã để ra đấng Messiah của Nguyễn Văn Thuận và đồng bọn. Cũng chính vì cái hành vi mất dạy của David mà Giáo hội Công giáo Việt Nam mới có những câu kinh vừa ngu xuẩn vừa hèn hạ như sau: xin Chúa làm cho tôi khinh dễ sự đời, là chốn muôn chim cầm thú. Xin làm cho chúng tôi đặng về quê thật hiệp làm một cùng vua David. Sách Kinh Nhật Khóa trang 770. Các bạn nếu mà muốn nghiên cứu lại cái phần David, vua David là ai, các bạn sẽ bấm vào và sẽ thấy cái phần mình đã làm rồi. Xin cảm ơn các bạn. Tiếp tục, người Công giáo Việt Nam đã biểu lộ tâm tình mình qua những câu kinh vong bản như trên. Đất nước Việt Nam không phải là quê hương thật, mà chỉ là một nơi muôn chim cầm thú đáng khinh dễ, hoặc chỉ là một nơi dung thân tạm bợ mà thôi. Vì quê hương thật phải là nơi họ được hiệp làm một với vua David. Dưới con mắt mê muội của người Công giáo thì 92% dân tộc Việt Nam hãy còn chìm trong bóng tối tâm vì chưa nhận được ánh sáng của Thiên Chúa Ba Ngôi. Kinh Nhật Khóa trang 144-145 có câu: xin Chúa đoái thương nước Việt Nam đang còn ngồi trong bóng tối tâm ngoại giáo. Những người Công giáo quá chủ quan nên trở thành mê muội, vì họ thực sự không biết họ tôn thờ cái gì. Đức Chúa Cha xuất thân từ Thiên Chúa Jehovah. Theo tiếng Hebrew, Jehovah có nghĩa là Thiên Chúa của các tổ phụ, tức Thiên Chúa của Abraham, Isaac, Jacob. Thiên Chúa của những vị này là Thiên Chúa Elohim, tức thần bò El, của thành phố U thuộc xứ Babylon. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy tại thành phố U một bức tượng của con bò thần El mạ vàng thuộc niên đại 2000 năm trước công nguyên, thời Abraham. Tượng này hiện được triển lãm tại bảo tàng viện Baghdad, Iraq. Xin đọc Iraq. Muốn biết hình hài nó ra sao, xin coi bìa sách Công giáo huyền thoại và tội ác của Chắc Lê Nguyễn, giao điểm xuất bản hè 2001. Người Công giáo chê đất nước của mình là nơi muôn chim cầm thú đáng khinh dễ, trong khi đó thì họ thờ Đức Chúa Cha là con bò Elohim thú muôn.
Và Đức Chúa Thánh Thần là con chim bồ câu cầm chim. Vậy nơi nào là nơi thật sự là nơi chiêm muôn cầm thú? Ai mới là thật sự là kẻ đáng khinh dễ? Vậy nên sửa lại kinh cầu nguyện cho Việt Nam nơi trang 144-145 của kinh Nhật Khóa như sau: Xin đói thương, xin Chúa đói thương 7% dân Việt Nam con đang trong bóng tối tâm ngoại giáo. Tôi yêu cầu Hội đồng Giám mục Việt Nam phải lên tiếng trả lời những câu hỏi trên và phải ra lệnh thu hồi các cuốn sách kinh nguyện có những lời kinh ngu xuẩn bậy bạ, nhục mạ dân tộc Việt Nam, nhục mạ mọi người không theo đạo thờ bò của các người, cuốn sách kinh thánh của các người và ngay cả gia phả tổ tiên của Đấng Messi. Đầy dẫy những chuyện dâm đảng loạn luân của một đoàn mất dạy, kinh thánh đó chỉ đáng gọi là kinh thánh ô nhục. Thời nay chúng ta lại có thêm một cuốn thánh kinh ô nhục khác. Thật sự tựa đề cuốn sách này rất dài. Kinh thánh ô nhục về trẻ em bị sách nhiễu tình dục và đạo giáo hội công giáo La Mã. Tên tựa đề đó của hai tác giả Elomot Bukets, tiến sĩ sử học, giáo sư đại học về báo chí. Công trình điều tra của bà về là bệnh AIDS được giải thưởng Pulitzer năm 1991. Đồng tác giả là Frank Burini, ký giả 28 năm, chuyên nghiệp trong nghề, đoạt giải thưởng Pulitzer năm 1992 về công trình điều tra nạn rờ mó trẻ em. Sách này gần 300 trang do Viking Ben Gurion xuất bản năm 1993 để thu thập các tài liệu sống và xác thực. Hai tác giả đã lặn lội đi khắp nước để tiếp xúc với các nạn nhân, phỏng vấn một số tu sĩ ở trong tù, gặp gỡ các chuyên viên về tâm lý và đặc biệt phỏng vấn 188 giám mục công giáo Hoa Kỳ. Vì muốn sách khổ lớn và khá dày, thuật lại những vụ phạm pháp về tính dục của các tu sĩ công giáo Mỹ đã bị truy tố từ thập niên 1960 đến năm 1993. Chúng tôi không thể thuật lại đầy đủ ở đây, nên xin chỉ nêu lên một số nét tiêu biểu mà thôi. Vụ đầu tiên được kể trong sách là vụ phạm pháp liên tục của linh mục James Potter, chánh xứ San Mary thuộc giáo phận Massachusetts, từ năm 1960. Cứ sau một thời gian trông coi một giáo xứ nào đó, linh mục lại giở trò rờ mỏ con nít, làm tình theo kiểu sodomy với các bé trai giúp lễ. Đến khi bị mang tiếng trong giáo xứ thì y lại được tòa giám mục thuyên chuyển đến giáo xứ khác. Cứ như thế, trên 30 năm, linh mục Potter đã được các giám mục chuyên thuyên chuyển qua nhiều giáo xứ thuộc các tiểu bang Massachusetts, New Mexico và Minnesota. Tổng số nạn nhân cả nam lẫn nữ của linh mục Potter lên tới nhiều trăm người. Trong phiên tòa xử Potter tại Boston trong tháng 9 năm 1992, 100 nạn nhân từ các nơi kéo về tham dự. Linh mục Potter bị tòa án tuyên phạt 317 năm tù. Điều chính yếu trong vụ án này cho thấy các tòa giám mục hoàn toàn không quan tâm đến sự thiệt hại của các nạn nhân, mà chỉ lo bưng bít che giấu tội phạm, hầu bảo vệ uy tín của giáo hội mà thôi. Các tòa giám mục đều biết rất rõ các hành vi bị ổi của linh mục James Potter trong 30 năm, nhưng không hề có một biện pháp kỷ luật nào với y. Y vẫn ngang nhiên thực hiện các phép bí tích rửa tội, làm lễ Misa, truyền phép mình thánh, vân vân. Như vậy, tất cả các nghi lễ do y thực hiện đều là các trò bịp, và các giám mục bao che cho y đều là những kẻ đồng lõa. Cái vẻ nghiêm trang, từ tốn của các tu sĩ công giáo chỉ là những trò đóng kịch. Thực chất, chúng chỉ là một đám đạo đức giả. Trong chương 5, dưới tựa đề Fell Idol, nhận lầm thần tượng, các tác giả phỏng vấn một tu sĩ dòng tên và được ông thổ lộ bí mật. Trong mấy chục năm làm linh mục, ông đã sờ mó và làm tình
với 50 đứa nhỏ trai từ 7 đến 17 tuổi và rờ mó nhiều cô gái khác. Nhưng ông may mắn không bị ai tố cáo nên ông vẫn được bình an. Tuy nhiên, ông muốn các tác giả nêu lên ý kiến của ông là những chuyện dâm ô trong Thánh Kinh đã gây ảnh hưởng xấu về tâm lý của ông, thậm chí Kinh Thánh Mừng cũng làm cho ông bị ám ảnh rất nhiều. Trong Kinh Thánh Mừng có câu "Blessed are the fruits of thy womb, Jesus", cái tiếng womb tử cung. Trong Kinh Thánh Mừng làm cho ông liên tưởng đến bộ phận sinh dục của đàn bà. Linh mục tự hỏi tại sao người ta lại đem cái danh từ tử cung vào một bài kinh cầu nguyện như vậy. Xin nói thêm ở đây là trong Kinh Thánh Mừng bằng tiếng Việt ngữ không có danh từ tử cung. Nguyên văn câu "Blessed is the fruit of our womb, Jesus" được dịch thành "Và Jesus, con lòng bà gồm phước lạ". Chương 6 dưới tựa đề là "Sự bịt miệng con chiên". Các tác giả cho thấy đại đa số các nạn nhân bị lạm dụng đều là bị bịt miệng bởi cha mẹ, thầy giáo và các thủ đoạn hăm dọa, khủng bố của các tu sĩ phạm pháp. Đối với những thiếu niên của những gia đình ngoan đạo thì các tu sĩ Công giáo luôn luôn được chúng coi là những người thánh thiện và có uy tín hơn cả cha mẹ chúng. Khi chúng bị các tu sĩ lạm dụng tình dục đã không dám về mách cha mẹ vì sợ bị cha mẹ la mắng hay trừng phạt. Năm 1992, một số nhà tâm lý học đã phỏng vấn 15 em nhỏ ở Laza Zetter, Louisiana bị tu sĩ lạm dụng tình dục. Các em đã cho biết không dám tố cáo vì bị các linh mục hăm dọa, nếu tố cáo sẽ bị Chúa đày xuống hỏa ngục đời đời, hoặc mày phải câm miệng, nếu không quỷ sẽ bắt mày. Mấy bé gái bị linh mục sờ mó đã khai: "Cha nói Chúa đã chọn con để giúp cha biết cái đó thế nào". Trong chương trình này có một chuyện đáng chú ý, đó là chuyện của Christian Crack thuộc giáo phận Joliet, Illinois. Lúc cô lên 7 tuổi đi học lớp giáo lý để trước lễ lần đầu thì cô đã bị cha xứ là Ed Stephen dụ dỗ hôn hít sờ mó. Năm cô 14 tuổi, cô bị cha xứ dạy cách thủ dâm cho ông ta. Năm 18 tuổi, cha xứ giao cấu với cô. Lúc này cô tỏ ra rất lo lắng vì sợ tội. Cha chẳng định giao cấu với cha không có tội vì đó là ý Chúa. Sau đó Christian thấy không thể chịu đựng được nữa nên nói với cha mẹ ý định tố cáo nội vụ trước cảnh sát. Linh mục Ab Stephen thấy nguy hiểm nên trình sự việc với tòa giám mục Solet. Tòa giám mục cho người đến trao cho gia đình Christian số tiền là 450.000 đô la để mua sự im lặng. Christian ký giấy cam kết không tố cáo ngày 15 tháng 4 năm 1988. Tuy nhiên, linh mục Ab bị nhiều người khác tố cáo nên y bị cảnh sát bắt vào mùa thu năm 1992. Chương cuối sách nói về sự thành lập hội vô kho, các chữ tắt của Vatican of hội liên kết những nạn nhân bị tu sĩ Công giáo lạm dụng tình dục, quy tụ 300 người họp tại một khách sạn ở Chicago cuối tháng 10 năm 1992. Hội đưa ra nhiều biện pháp, viết thư cho các tòa giám mục yêu cầu chấm dứt sự bao che cho các tu sĩ phạm pháp. Hội viết báo và tổ chức các talk show trên TV và radio để lưu ý toàn quốc về sự nguy hiểm của tu sĩ Công giáo, hô hào đồng bào mọi giới đừng quá tin tưởng vào các trường Công giáo, v.v. Rất nhiều tòa giáo mục hồi đó năm 1992 cam kết sẽ không bao giờ để các vụ lạm dụng tình dục trẻ em tái diễn. Trong thực tế, các vụ lạm dụng tình dục trong giới tu sĩ Công giáo vẫn tiếp diễn, chẳng những không giảm bớt mà mỗi ngày một gia tăng vi mô. Đến nay, năm 2002, tệ trạng này đã tới mức nghiêm trọng khiến cho tất cả mọi ngành
truyền thông, báo chí, truyền thanh, truyền hình và Internet đều phải lên tiếng tố cáo và nghiêm khắc lên án các tu sĩ phạm pháp, cũng như sự đồng lõa bao che của các giới lãnh đạo. Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2002, cuộc tấn công của mọi ngành truyền thông nhắm vào tính vô đạo đức của giới tu sĩ Công giáo mạnh mẽ như cơn bão lửa, đến nỗi Hồng Y Mahoney phải than rằng giáo hội Công giáo không thể tự cứu, chỉ có Chúa Giêsu mới cứu nổi mà thôi. Giáo hội Công giáo hiện chỉ còn biết trông cậy vào phép lạ của Chúa Giêsu, đó là thái độ thường có nơi những tín đồ cuồng tín mỗi khi họ lâm vào tình trạng nguy hiểm tuyệt vọng. Họ vin vào niềm tin của tôn giáo như chiếc phao cuối cùng của hy vọng để tiếp tục cuộc sống. Tất cả chỉ là ảo tưởng, vì trong thực tế dù cho Giêsu chết đi sống lại nhiều lần cũng không xóa nổi những vết đen ô nhục của các tu sĩ Công giáo phạm pháp trong ký ức của mọi người. Ở trong cũng như ở ngoài giáo hội Công giáo, tội phạm lạm dụng tính dục giới trẻ em là tội phạm pháp chung của giới tu sĩ Công giáo ở khắp mọi nơi và từ lâu đời, chứ không phải chỉ ở Hoa Kỳ thời nay mới có. Tuy nhiên, các nhà thờ Công giáo là những tiệm buôn thần bán thánh đặt kỷ lục thành công về mặt tài chính, nên họ luôn luôn sẵn sàng tiền để thương lượng mua sự im lặng của các nạn nhân. Do đó, tất cả những vụ phạm pháp bị ổi của giới tu sĩ Công giáo bị lộ ra chỉ là cái ngọn của tảng băng sơn nổi trên mặt biển. Hiện nay, mọi mũi dùi dư luận được tập trung chỉ vào Công giáo, giáo hội Công giáo ở Hoa Kỳ, bởi lẽ giáo hội này là một định chế phi chính phủ giàu nhất thế giới và có ảnh hưởng lớn nhất với Vatican về mọi phương diện. Vụ tai tiếng về tính dục của giới tu sĩ Công giáo Mỹ hiện nay chẳng những đã lột mặt nạ đạo đức giả của họ mà còn vén lên bức màn bí mật về tài chánh của giáo hội Công giáo Mỹ. Chuyên gia tài chánh Richard Spay, nguyên là một linh mục nguyên, tuyên bố với ký giả tuần báo Business ngày 15 tháng 4 năm 2002 rằng giáo hội Công giáo luôn luôn tìm cách bưng bít hai điều bí mật, đó là bí mật về lạm dụng tình dục và bí mật về tài chánh. Hai bí mật này có liên quan với nhau. Từ năm 1985 đến nay, giáo hội Công giáo Mỹ đã phải chi trên 1 tỷ đô la trong việc dàn xếp các nạn nhân để họ không tố cáo các vụ phạm pháp. Giáo hội đã phải tốn rất nhiều tiền để bảo vệ thanh danh giả tạo. Luật sư Rodriguez McLean đã từng đại diện cho trên 100 nạn nhân của các tu sĩ Công giáo tại tòa án Boston trên 10 năm qua cho biết số tiền 1 tỷ đô la bồi thường cho các nạn nhân chỉ là số tiền đã bị tiết lộ. Số tiền mà giáo hội Công giáo thực sự chi tiêu về việc này lên đến nhiều tỷ đô la. Giáo sư Patrick Steele, viện trưởng Đại học Luật khoa San Paul, Minnesota cho biết số tiền giáo hội Công giáo Hoa Kỳ dùng để dàn xếp bịt miệng các nạn nhân là một số tiền khổng lồ mà đến nay chúng ta chưa có thể ước lượng chính xác. Nhưng hiện nay đã có nhiều giáo phận bị buộc phải bán nhà thờ, đất đai và nhiều bất động sản để trả nợ. Thậm chí nhiều giáo phận đã lâm vào tình trạng phá sản. Trong khi đó, các khoản đóng góp của giáo dân cho nhà thờ đã sụt giảm rõ rệt, vì họ không muốn số tiền mồ hôi nước mắt của họ được chi dùng để che lấp những thói xấu xa của giới tu sĩ Công giáo đã xúc phạm tính dục trên thân xác của chính họ. Dư luận của giáo dân hiện nay kết án các tu sĩ phạm pháp là chính yếu, nhưng bên cạnh đó họ quy phần trách nhiệm lớn thuộc về Vatican. Giáo dân ở nhiều nơi đã lên tiếng đòi hỏi Vatican phải thành khẩn xét lại một số vấn đề mà từ xưa đến nay Vatican vẫn luôn luôn lẩn tránh. Một, cho các tu sĩ được quyền tự do lựa chọn hoặc có gia đình hoặc sống độc thân. Không có một luật nào của Chúa buộc các tu sĩ tuyên thệ độc thân. Đây chỉ là một thói tục do con người đặt ra, và do đó con người có quyền thay đổi khi thấy nó bất lợi. Hai,
hủy bỏ các giáo lý khắt khe về giới tính và khinh rẻ phụ nữ như những giáo lý của nhà thần học Ả Rập điên khùng Augustine, cha đẻ của Thiên Chúa Ba Ngôi, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Đức Mẹ Đồng Công. Sau vụ tai tiếng nhục nhã của giới tu sĩ Công giáo, giáo hội Công giáo sẽ bị thụt lùi rất xa với Tin Lành về phương diện tài chánh. Theo ký giả William Smock của tờ Business Week thì giáo dân Mormon đóng góp cho nhà thờ hàng năm bằng 8% lợi tức. Các giáo phái Tin Lành khác đóng góp trung bình là 2% lợi tức. Còn các giáo dân Công giáo đóng góp cho nhà thờ luôn luôn dưới mức 1%. Ngày nay, theo kết quả thăm dò của Viện Gallup ngày 27 tháng 3 năm 2002, thì 30% giáo dân Công giáo Mỹ đã chấm dứt góp tiền cho nhà thờ vì họ không còn tin tưởng nơi các tu sĩ như trước. Cũng theo kết quả của cuộc điều tra của ký giả William Smock đăng trên Business Week ngày 15 tháng 4 năm 2002, thì giáo hội Công giáo Mỹ đã thu được các khoản tiền khổng lồ do các nguồn sau đây trước khi nổ ra vụ tai tiếng. 1. Hoa Kỳ có 194 giáo phận đứng đầu bởi một hay nhiều giám mục. Tổng giám mục hay hồng y mỗi giáo phận có nhiều giáo xứ. Mỗi giáo xứ có một hay nhiều linh mục. Trung bình mỗi giáo xứ có một nhà thờ với khoảng 3.000 giáo dân. Tổng số Công giáo Mỹ hiện nay có khoảng 60 triệu với 220.000 giáo xứ. Tổng số tiền quyên tại nhà thờ hàng năm là 7 tỷ 500 đô. 2. Giáo hội Công giáo Mỹ là sở hữu chủ lớn nhất về các trường tư thục, gồm có 6.900 trường tiểu học trực thuộc giáo xứ, 1.200 trường trung học trực thuộc các dòng tu như dòng Tên, dòng Francisco và dòng Phaolô, vân vân. Tổng cộng 2,6 triệu học sinh. Các trường trung học và tiểu học thu lợi cho giáo hội hàng năm là 10 tỷ đô la. Giáo hội Công giáo Mỹ còn thủ đắc 230 trường cao đẳng và đại học với tổng số 670.000 sinh viên, số thu không rõ bao nhiêu. Ngoài ra, các trường đại học còn được nhiều người tặng những khoản tiền lớn, như Đại học Boston được tặng 1 tỷ, Notre Dame 2,8 tỷ. 3. Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ làm chủ 637 bệnh viện, chiếm 17% tổng số bệnh viện của cả nước, 122 cơ quan y tế và 700 nhà hữu dưỡng, thu lợi hàng năm cho giáo hội khoảng 65 tỷ đô la. Ngoài ra, giáo hội còn khai thác 14.000 cơ quan bác ái, thu lợi hàng năm cho giáo hội 2 tỷ 340 triệu đô la. Là một bài toán cộng các khoản thu nói trên, chúng ta thấy mỗi năm giáo hội Công giáo Mỹ đã thu về tên 85 tỷ đô la. Về việc chi tiêu được công bố thì không thấm gì so với số thu khổng lồ nói trên. Khoản tiền chi cho ngân sách hoạt động của giáo hội đồng giám mục Hoa Kỳ gồm 375 thành viên là 150 triệu đô la. Khoản tiền đóng góp cho ngân sách của Vatican trong năm 2000 là 209 triệu đô la. Đây là số tiền rất nhỏ so với khả năng tài chánh khổng lồ 85 tỷ đô trên một năm của giáo hội Công giáo Hoa Kỳ. Nhưng nó cũng là đủ làm cho Công giáo Mỹ thành những người đóng góp hàng đầu cho Vatican. Sau Mỹ là giáo hội Công giáo Đức. Các hồng y Mỹ thường được các giáo hồng, giáo hoàng bổ nhiệm làm quản trị viên tài chính của tòa thánh. Trước đây, hồng y John Connor đảm nhận chức vụ này trong nhiều năm. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng Connor đã từng là tuyên ý Công giáo Mỹ, thường xuyên có mặt tại Dinh Độc Lập ở Sài Gòn trong nhiều năm và là bạn chí thân của cả hai tổng thống Công giáo Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu. Cách đây vài năm, hồng y O'Connor đã được Chúa gọi về
giáo hoàng John Paul đệ nhị bổ nhiệm hồng y Edward Egan quản nhiệm địa phận Bridgford thay thế. Lý do bổ nhiệm là vì hồng y Edward Egan có tài giao thiệp rộng trong giới tài phiệt Mỹ. Một trong những bang chí thân của ông ta là ông Barack, ông Jack Well, cựu chủ tịch đại công ty General Electric. Số tiền thu của giáo hội rất lớn, nhưng thường đọng lại ở các văn phòng của các giáo phận. Không có một cơ quan nào đại diện cho toàn giáo hội kiểm tra tài chính của các giáo phận. Tình trạng này đã đưa đến sự lạm dụng của các giáo phận trong việc dùng tiền để thương lượng với gia đình nạn nhân trong các vụ lạm dụng tình dục của các tu sĩ để thanh danh của giáo hội không bị mang tiếng. Sự thiếu trách nhiệm tài chính tại các giáo phận tạo ra cơ hội cho các giới chức cao cấp của giáo hội dễ bị hủ hóa bằng cách đi tìm thú vui vật chất. Năm 1988, tờ báo National Catholic Reporter tố cáo Hồng Y Anthony B. V. Lacqua đã biển thủ $5 triệu của giáo phận Villa Delphia để mua nhà nghỉ mát ở riêng ở bãi biển. Nhà nghỉ mát riêng rộng lớn và hết sức sang trọng xa hoa, chẳng lẽ để một mình Hồng Y ăn chay hãm mình trong đó? Điều mỉa mai là hầu hết các giáo dân trong địa phận Villa Delphia lại là những người nghèo. Cũng tờ báo công giáo nói trên tố cáo một câu chuyện làm người đọc phải ghê tởm hơn nhiều. Đó là trường hợp một linh mục thuộc địa phận Santa Rosa, California bị tố cáo biển thủ một số tiền của địa phận. Nội vụ được trình lên cha Dark Vader, giám mục quản nhiệm giáo phận Santa Rosa. Giám mục Vader cho gọi linh mục phạm pháp đến tra tấn. Cuối cùng giám mục Vader điều đình với linh mục là sẽ bỏ qua tội biển thủ, với điều kiện linh mục phải để cho y làm tình qua hậu môn. Sau đó nội vụ bị đổ bỡ và giám mục Vader buộc phải từ chức năm 1999. Nhân vụ này người ta mới phát giác ra rằng tất cả những tiền quỹ của giáo phận Santa Rosa đã được dùng để bồi thường cho các nạn nhân bị nhiều tu sĩ trong địa phận xâm phạm tình dục. Tuy nhiên tất cả ngân quỹ cũng chưa đủ nên địa phận phải bán một số nhà thờ và bất động sản. Hiện nay địa phận còn mắc nợ $16 triệu. Kính thưa quý độc giả, cuốn sách Thánh Kinh Ô Nhục của Đạo Công Giáo cũng giống như bộ truyện Ả Rập Ngàn Lễ Một Đêm. Kể chuyện hoài không hết, tôi xin tạm dừng ở đây để nêu lên vài điểm nhận định sau đây. Phong trào giải trừ Kitô giáo là một hiện thực lịch sử có tính chất quốc tế nhắm vào kẻ thù chung của nhân loại trong đó 2000 năm qua. Trước đây chúng ta đã từng nghe nói đến phong trào giải trừ Kitô giáo tại các nước Âu Mỹ. Thoạt đầu chúng ta thấy danh từ này có vẻ lạ tai, vì thật sự chúng ta chưa có đủ chứng cứ để tin rằng điều đó có thật. Nhưng đến nay qua nhiều diễn biến có tính cách lớp lan, quy mô và đồng loạt trên cả ba lục địa Bắc Mỹ, Âu Châu và Úc Châu, nhắm vào Kitô giáo nói chung và giáo hội Công giáo nói riêng, chúng ta phải khách quan thừa nhận rằng phong trào giải trừ Kitô giáo quả là một hiện thực lịch sử có tính chất quốc tế. Điều đó chứng tỏ lịch sử thế giới đã tiến đến giai đoạn đại đa số nhân loại nhận diện ra kẻ thù chung lớn nhất của mình trong 2000 năm qua là ai. Chiến dịch mở đầu từ sau khi Cộng sản Nga và Đông Âu sụp đổ trong những năm 1989-1991. Tới thời điểm này, Kitô giáo trở nên thừa thãi và không còn cần thiết cho nhu cầu chiến lược chống chủ nghĩa cộng sản của các đế quốc. Phong trào chống Kitô giáo đột nhiên bùng lên dữ dội trong các giới trí thức Âu Mỹ trên cả ba lục địa. Theo tuần báo New York số ra ngày 8 tháng 4 năm 1996, thì chỉ trong vòng 5 năm từ năm 1991 đến năm 1995, trên cả ba lục địa Bắc Mỹ, Âu Châu và Úc Châu đã phát hiện trên 1.000 bài báo nảy lửa và hàng trăm đầu sách thuộc loại bestseller đồng loạt
chỉ mũi dùi tấn công trực diện vào các giáo lý Kitô. Một trong những chủ đề trọng yếu của cuộc tấn công Công giáo là tố giác các sai lầm nghiêm trọng của giáo hội Công giáo La Mã. Rõ ràng một điều là phải có một kế hoạch quốc tế mới có thể nổ ra một cuộc tấn công quy mô đồng loạt trên cả ba lục địa như vậy được. Phải công nhận cuộc tấn công đợt đầu của phong trào giải trừ Kitô của các nước Âu Mỹ mạnh mẽ hơn nhiều so với phong trào Enlightenment ở Âu Châu thế kỷ thứ 18. Kết quả ngoạn mục của đợt tấn công này là Vatican đã phải làm lễ long trọng thú nhận trước toàn thể nhân loại về bảy núi tội ác của nó trong lịch sử. Đến nay, riêng trong 2 tháng 4 và tháng 5 năm 2002, chúng ta ngạc nhiên nhận thấy hầu như tất cả các nhật báo tuần báo, các đài phát thanh và truyền hình đồng loạt tố giác tu sĩ các cấp của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ về các tội tà dâm, đặc biệt là tội tà dâm đối với các trẻ vị thành niên. Lúc tôi đang viết bài này vào cuối tháng 5 năm 2002, tôi không biết vụ tai tiếng này còn kéo dài trong những tháng ngày tới hay không. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng đủ để thêm một bằng cớ chứng tỏ việc giải trừ Kitô là một thực tế nằm trong một kế hoạch toàn cầu. Kết quả của cuộc tấn công lần này là tập đoàn tu sĩ dâm tặc Công giáo phải cúi đầu gục mặt nhận tội của chúng và uy tín về đạo đức của Giáo hội Công giáo đã bị suy sụp nghiêm trọng. Bước kế tiếp là luật pháp quốc gia sẽ nhắm làm giảm bớt khối lượng tài sản và số thu nhập hàng năm quá lớn của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ. Tất cả diễn biến nói trên để chứng tỏ đạo Công giáo đang trên đà tuột dốc để lao xuống đáy vực diệt vong đầy ô nhục. Chắc Liên Nguyễn xin nhắc nhở với các bạn, nếu có lỡ nghe được tới giai đoạn này thì hãy khuyên con em hoặc cháu hoặc bằng hữu của mình không nên cho con nít học ở trường, những nhà thờ và đi đến những cái nhà dòng để mà cho con em đi học thì rất nguy hiểm. Đôi lúc họ sẽ hăm dọa đấy, hăm dọa. Nhiều khi ở vùng quê chúng ta không có rõ cho nên sẽ rất nguy hiểm. Thì ở vùng quê thì cái nhận thức nó chưa cao cho nên thành thử ra là khi bị hăm dọa thì sẽ con nít nó sẽ giấu kín. Cho nên khuyên các bạn đừng bao giờ cho con em hoặc là cháu của mình đi học những cái trường của Thiên Chúa giáo sẽ rất nguy hiểm. Xin mến chào, tạm biệt các bạn, hẹn clip sau.